Đấy thì như tôi đã nói với anh em đấy, ngày hôm nay tôi sẽ chỉ chơi một cái secret ending của thần trùng. Thực ra thì cái secret ending này thì từ đêm ngày hôm qua là cũng nhiều anh em khám phá ra rồi, cho nên là tôi cũng không phải lo lắng lắm về cái vấn đề spoil sập gì. Thứ hai là nó cũng chỉ ngắn thôi và nó giống như một cái ending đùa vậy, cho nên là tôi chơi giống như kiểu vừa chơi vừa giải thích các thứ ABC, phăn phăn đi vui vui vẻ vẻ một số thứ, coi như là một cái sự tri ân, một cái sự cảm ơn đến sự ủng hộ tất cả các anh em. Ok. Em sợ lắm anh đừng tra tấn em. Em mua còn chưa dám chơi. Không vấn đề gì anh em. Không có gì phải sợ nhá, không có gì phải sợ. Vũ còn chơi được. Anh em sợ à? Trước khi chơi thần trùng anh em hãy luôn luôn có một cái tâm niệm như vậy cho tôi, nghĩ trong đầu như vậy cho tôi. Vũ còn chơi được, mình lại sợ à? Ok nha. Cảm ơn anh em Thành Trung. Người ta dám scare trước mà. Nào. À, thì bắt đầu. Bây giờ mình vào chơi là bị lỗi văng mẹ game thì vui nhỉ. À, không văng game, may quá, vào được. Tuyệt vời. Cảm ơn anh em U40 nhé, cảm ơn anh em U40. Mình mới 2K3 à? Ok luôn, cảm ơn anh em U40. Sao mình lại ở ngoài này? Cái phần đầu tiên này thì có lẽ là không nói thì anh em cũng biết là cái nhân vật nữ đầu game này này, cảm ơn anh em khủng long, là sự kết hợp giữa Mai Linh và Riku. Đấy. Tiếng thở của Riku, tiếng giọng của Mai Linh. Đấy. Sự kết hợp giữa hai chị em nhé. Thực ra phải thật với anh em như này này, ban đầu bọn tôi lầm tiếng ấy thì xác định là demo là Riku lồng rồi, còn vào game chính thì cũng phải đến lượt Mai Linh đấy, cho nó có nếp có tẻ. Thế thì sau khi mà bảo Mai Linh lồng tiếng xong rồi đến lúc mà chuẩn bị hoàn thành đấy thì mình ngớ ra là hình như là chưa có tiếng thở của Mai Linh. Thế là tôi bảo Mai Linh là mày lồng tiếng cho anh cả tiếng thở nữa. Nhưng mà nói thật với anh em luôn là nghe tiếng thở của Mai Linh xong bọn tôi nghe mà nó có cứng hết cả người anh em ạ. Thế là thôi, nghĩ là Mai Linh có chồng rồi cho nên là mình cũng không nên. Đấy, bọn tôi cắt những cái phần đấy đi, còn sử dụng cái phần của Riku. Bởi vì Riku cũng chưa chồng. Sau này anh em nào mà là chồng của Riku thì tôi có nói trước nhá. Sau này anh em nào mà lấy Riku thì có thể là PM cho bọn tôi để bọn tôi xóa tiếng thở của Riku đi. Ok chưa ạ? Bọn tôi làm game rất nhân văn nha anh em nhá. Anh em Ado này dạo rồi em ơi, em lắc nó vừa rồi mày. Em lắc nó vừa rồi anh đóng luôn cửa đi, đừng vớ vẩn anh. Ôi giời ơi. Mẹ, ở chỗ này có tứ sét à? Vãi cả chuồng. Tôi còn không nhớ luôn anh em ạ. Thực ra là như tôi đã nói với anh em đấy, là game có OST. Cảm ơn anh em Duck Dragon, không biết là đã có anh em nào đứng đây và nghe cái đoạn nhạc này chưa. Cảm ơn anh em Inap. Đoạn này là đoạn mà có, nó chính là cái nhạc nhạc sáng tác của thần trùng và có cả giọng người hát, có cả lời đó. Thế thì đoạn này đã được thể hiện bởi ca sĩ, đó là ca sĩ Thế Anh anh em ạ, ca sĩ Thế Anh.
Cảm ơn anh em nhé, ca sĩ Thế Anh. Sau khi được bóp giọng cho già đi. Cảm ơn anh em Tùng Ti. À, có một cái bật mí cho anh em như này là khi mà anh em nghe cái đoạn OST này, anh em sẽ thấy là xen giữa tiếng hát. Thôi mày hát kêu nó vừa chứ thằng gì anh. Cảm ơn anh em Chocobo đây này. Tao đang nói cái đài nó cứ nói chen bùm thôi anh em ạ. Tức là anh em nghe ở giữa cái đoạn nhạc, anh em sẽ thấy có một cái giọng của một người, đúng không, chen vào. Tuy nhiên là cái giọng cái người này nói nó có một cái điều gì nó khá là kỳ lạ. Đấy, anh em có nghe được cái đoạn đấy không? Anh em có nghe thấy cái đoạn âm thanh được không? Đoạn âm thanh đấy tôi sẽ để cho anh em giải mã nhé. Ô, em không phải đứng đấy, em buông thẳng tay, anh biết em đứng góc nhà rồi. Anh đặt em ở đấy chứ đéo đâu. Vào vật nó đi tiếp nhé. Đóng cửa đi bạn ơi. Nói thật với anh em, cái lần chơi này của tôi với cái đoạn này có lẽ là nó rơi vào khoảng tầm lần chơi thứ 365 gì đấy. Đoạn này như nào nhỉ? Đây xong như nào? Sao không thấy con quạ đâu? Hay Vũ lại update cái mẹ gì lỗi mẹ rồi? Ơ, thần trùng quạ chim đâu? Cảm ơn anh em anh đã già. Đéo hiểu là biết cái gì đây. Ôi, tôi vừa thì quá biết cái đéo gì đã biết lỗi mẹ nó rồi. À đây 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 đây. Có mấy em quân đây 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 đây. Quên. Có mấy em Minh Tuấn đây. Chuẩn bị lỗi vang game này. Lỗi vang game này. Vang. Vang chưa? Vang cho tao. Cảm ơn anh em Minh Tuấn đã để tôi giải thích với anh em một chút về cái lỗi văng game mà rất nhiều anh em gặp ở cái trường đoạn mà anh em gặp con chim nhá. Thì sau khi mà chúng tôi cũng có sự nghiên cứu và hỏi một số các anh em game thủ, thì cái lỗi đó ấy là nó tới từ cái việc là anh em dùng cả onboard của Intel. Tất nhiên là không phải ai cũng bị nhá, có người bị có người không, nhưng mà hầu hết là diễn ra khi mà anh em sử dụng cả onboard của Intel. Mặc dù là trước khi ra mắt con này, tôi đã test ở trên cái con Intel UHD 620 rồi và không bị lỗi. Tuy nhiên thì có vẻ như là cái cạc màn hình onboard của Intel ấy là nó không ổn định. Đấy, và dẫn tới cái việc là nó gây lỗi. Đó. Thì nói Việt Nam.
tao nhận quả bóng. Cảm ơn Trang Chan. Ơ à, tưởng ấy lỗi. Cảm ơn ma chúa. Bọn oan con này lại nghịch rồi. Cảm ơn anh em mây mông mẻo. Thực ra trong này anh em thể đá bóng được nhá. Anh em thích đá quả bóng đi đậu được. Đấy, bởi vì thực ra là bọn tôi đã có dự định cho thần trùng hại sẵn một cái tựa game mà thuộc cái thể loại đá bóng ấy, cạnh tranh với PES và FIFA. Nhưng mà góc nhìn thứ nhất, cho nên là bọn tôi đã xây dựng sẵn cái gameplay như này. Đó, tương lai anh em sẽ có thể đá bóng, dê bóng, góc nhìn người thứ nhất một cách chuẩn chỉ. Anh em hiểu không ạ? Đấy. Rất vật lý anh em nhá. Rất vật lý. Ok. Cảm ơn anh em nghi. Em lừa được quả bóng vào trong nhà bà già. À đấy à, ư đấy. Ở cái chỗ này muốn. À đây. Đoạn này thì nhặt đồ cho bác thôi. Cảm ơn anh em gia quỷ. Nhặt thổ bác lên món đồ với. Ở đây anh em sẽ thấy là cái giọng lồng tiếng của bà hàng xóm. Thực ra là bà bán đây xôi thịt và bánh bao đây đúng không? Của bà xôi thịt và bánh bao. Giọng này thì anh em sẽ thấy là giọng bà này sao nghe nó cứ hơi kỳ lạ. Thì ban đầu bọn tôi cũng định làm cho bà già này thấp thôi. Nhưng mà sau tôi mình nhớ đến một cái tên anh em ạ. Tự nhiên trong đầu tôi nó lóe một cái tên ấy. Tôi chơi nhiều game mà. Trong đầu tôi tự nhiên lóe một cái tên Dimitrescu. Có Dimitrescu của coi như là Nhật Bản, của Tây. Chứ phải có phiên bản Dimitrescu Việt Nam chứ. Nhá. Nên là rồi chúng ta sẽ nhặt vài thứ đồ. Cảm ơn anh em khiêm VIP. Thực ra thì cái đoạn này ấy, thực ra cái đoạn này ấy, thì cũng có nhiều anh em thắc mắc là tại sao lại phải làm cái vụ đi sắp đồ, đặt đồ vào trong mấy cái chỗ này làm cái gì, nó không hợp lý. Thì thực ra bọn tôi cũng làm cái đoạn đặt đồ này ấy, để cho anh em có cái sự làm quen với cả cơ chế của game. Lần trước tôi nói với anh em rồi, nó có một cái sự làm quen với cơ chế của game. Nó giống như kiểu một cái guide, một cái tutorial ban đầu ấy, để biết được rằng là trong game này chúng ta sẽ có những cái trường đoạn phải sử dụng đồ trong inventory, các thứ ABC. Đó. Đấy, đặt vào đây thôi. Toàn kêu bà hàng ra mà lấy à? Mình phải giúp bà chứ, mình giúp bà chứ. Cảm ơn cháu nhé. Quý hóa quá. Cái cháu đi đâu qua đây đấy? Cháu đã đi qua đây để hướng dẫn các bạn lấy secret ending ạ. Dạ không có gì bác ạ. Cháu đang đi tìm nhà trọ ạ. Vậy hả? Thế cháu tìm nhà nào? Cháu chả tìm nhà nào bác ạ. Dạ cháu đang tìm nhà số 4 mà mãi không tìm ra bác ạ. Bác có biết nhà số 4 ở đâu không ạ? Sao? Nhà số 4? Cháu có chắc không đấy? Dạ đúng rồi bác ơi. Không ạ, không ạ. Bác? Cháu ơi, nhà đó có ma ám đấy. Cháu phải cẩn thận. Bác nghe nói nhà đó ngày trước có nhiều người chết lắm. Cháu nhớ cẩn thận nhé. Nhà số 4 ở chỗ cánh cửa sắt ngay sau lưng cháu đấy. Và? Ôi dồi ôi. Bác hơi bất lịch sự nhá. Hiểu tự nhiên xong cái bác mới đóng sầm luôn cửa. Thực ra cái đoạn này tôi nói với anh em luôn là ban đầu bọn tôi đạo diễn đoạn này ấy, là không phải là bà này tự nhiên bà đóng sập cửa thế đâu. Đấy. Mà là sẽ có một cái giọng một ông già ở trong nhà nói vọng ra là bà kia sao bà bắt bếp sao bếp xếp cái gì đấy. Thế bà già này bà mới bảo là thôi thế nhá cháu nhá, sau đấy bác mới đóng cửa. Đấy thì bà cũng lịch sự hơn đúng không, vì mình vừa giúp bà ấy xong mà. Nhưng mà quay đi quẩn lại đéo tìm được ai có cái giọng ông già cả. Xong rồi thì ở đây. Cảm ơn anh em tặng kim cương anh nhá. Anh gì ơi, em ở trên này này. Em vừa gọi anh à? Có chuyện gì vậy em? Anh tìm nhà số 4 phải không? Anh muốn thuê trọ nhà đó à? Anh không tìm nhà số 4. Tại sao cái ngõ này ai cũng hỏi anh có tìm nhà số 4 không? Anh có tìm nhà đâu đâu. Ừ đúng rồi em. Nhưng có chuyện gì vậy? Chị gái thuê trọ ở nhà đó tháng trước vừa mới đi viện đây. À? Hả? Tại sao vậy em? Em nghe nói chị ấy bị sốc vì chuyện gì đó nặng lắm, đến nỗi phải điều trị lâu dài trong viện tâm thần. Anh cẩn thận đấy nhá. Ừ
Cảm ơn em, anh nhớ rồi. Thực ra thì nhiều anh em sẽ hỏi, cảm ơn anh em Quân Quốc Liêu, nhưng anh em sẽ hỏi là ai là cái người lồng tiếng cho bé gái trên ban công này, cô gái trên ban công này. Bật mí luôn cho anh em là vợ Thế Anh nhá. Vợ Thế Anh cũng chính là người đã chuyển ngữ toàn bộ tiếng Việt con thần trùng này sang tiếng Anh. Và cũng rất là may bởi vì là vợ Thế Anh là có trình độ tiếng Anh rất là giỏi. Đã từng làm phiên dịch và làm cả giáo viên dạy tiếng Anh, gia sư, gia siếc. Cho nên là chuyển ngữ tiếng Việt sang tiếng Anh rất chuẩn. À, đâu nhỉ? À, chưa. Chưa, đoạn này chưa thể được. Vào đây đã. Bố mày, mày vẽ cái gì đấy? Hả? Bố dạy mày như thế nào mà mày dám vẽ bậy lên tường nhà người ta như thế này? Chết bố à con? Mai người ta mắng vốn bố thì còn gì? Ủa cái thằng này? Vậy ngay. Em đang vẽ gì vậy bé? Vẽ đẹp phết nhỉ anh em nhỉ? Mình vẽ đẹp phết đấy chứ. Ừ. Khá. Rồi bây giờ thì à đã chuyện bà gà ghi là sơ à? À. Một ông Tây thắc mắc à? À thế à? Ok, để tôi xem lại nhá. Ai mua ngô nướng nào? À. Cái khúc xương khốn nạn đây rồi. Đéo hiểu sao để đen xì lên xịt khổ. Tiến sát vào đây. À. Chiếc xương chó rất thích gặm thứ này. Nghe em thấy quả phóng xe đến bóp còi kinh không? Hello em. Xe ôm không anh à? Đi. Thôi đi về thôi, chuyện gì nữa. Đi về thôi. Con ma chúa. Thế hả? Không, tôi biết rồi. Tôi biết nhiều anh em tìm được cái secret ending này rồi. Nó là một cái ending đùa thôi. Nhanh đi fan kịp luôn ư? Đúng rồi. Em nhanh nhất luôn. Thực tế không anh em? Thực tế không? Thực ra thì cái người kéo nhị này là cũng có ở trong credit của game, là một cái người bạn của Vũ. Vũ có nhờ kéo nhị. Tiếng kéo nhị cũng rất là hay. Cảm ơn anh em nô lệ tư bản, đúng không? Nó là cái secret ending. Thực ra là secret ending này cũng được đăng đầy ở trên YouTube rồi, chứ bọn tôi không phải giữ bí mật làm cái gì nữa. Cảm ơn anh em Mạnh Khuê. Đó, nó chỉ làm cái ending đùa thôi. Nó tách biệt hoàn toàn với cốt truyện chính. Đấy, cho nên là anh em có thể anh em có thể thoải mái chơi hay secret ending. Đó. Còn anh em muốn cốt truyện chính thì tất nhiên anh em vẫn phải làm theo cái vẫn phải đi theo cái chính của game thôi. Đi theo cái nhiệm vụ chính của game, đi theo cái mà game mới chỉ dẫn. Đó thì anh em sẽ chơi. Nó chỉ là cái phần đầu thôi. Ok. Cảm ơn anh em anh đã già.